Thưa quý vị, thời tiết trong ngày đầu tiên của năm mới cũng rất chiều lòng người khi mà cả nước đều có sự tăng nhiệt, xua tan cảm giác rét buốt kéo dài trong những ngày qua. Người dân thủ đô đã có một ngày nghỉ vui chơi đầu năm mới trong tiết trời nắng, tuy vẫn còn khá lạnh. Còn khu vực miền Trung thì không nắng, mưa dông kéo dài, Nam Bộ thời tiết đẹp, ngày nắng, đêm không mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Những vị khách đầu tiên sông đất đỉnh núi Phan Xipang Sapa sáng sớm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, cũng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp ngỡ ngàng, phủ trắng sương muối. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết không khí lạnh tác động đến tỉnh Lào Cai bắt đầu suy yếu chậm, nền nhiệt tại các khu vực đồng loạt gia tăng nhẹ. Những ngày đầu năm 2023, miền Bắc vẫn rét nhưng hình thái chủ yếu là rét khô, ngày nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến là từ 20 đến 22 độ. Nam Bộ thời tiết mát mẻ, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ. Dự báo từ chiều tối và đêm ngày 4 đến ngày 7 tháng 1, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh.